Vâng, sang bonsai Nhật Bản xin kính chào toàn thể của con nhé. Hôm nay em lại xin phép lên một tác phẩm tranh Nam Điền để mời quý vị các bác cùng anh chị em vào thưởng lãm và giao lưu tác phẩm này nhé. Rất là đẹp luôn nhé, gốc rất là khủng, tay cành này lắp rất đẹp luôn các bác. Đường thân lắp đẹp, tay cành nực nhá, cổ ngọn thì đóng cực kỳ chuẩn, chất liệu là xanh Nam Điền các bác nhé. Em sẽ quay một vòng để quý vị các bác thưởng lãm. Cái của nó vành gốc của nó là 190 đây các bạn, tức là vành gốc gần 2 mét, cao của nó chỉ có 1m8 các bác nhé, cao 1m8, rất là đẹp và tàn hơn 2 mét, trên nằm trên một cái bể 1m8 các bác nhé, rất là đẹp, hưng tầm đẹp các bác nhé, rất tuyệt vời nực. Cây này em xin báo giá tới toàn thể quý bà con, giá cây này là 65 triệu thôi nhé, 65 triệu cho tác phẩm xanh Nam Điền này. Cây đẹp chất luôn nhé, chỉ 65 triệu, giá này là bà tại vườn các bác nhé, giá này là tại vườn. Có bác nào thiện chí thì mời các bác về với Đan Phượng, Hà Nội để cùng thưởng lãm và giao lưu, hoặc liên hệ theo số điện thoại 0976 821 509. Vâng, rất cảm ơn quý vị và các bác cùng anh chị em đã quan tâm và ủng hộ kênh Bonsai Nguyễn Sang. Nếu quý vị thấy video hay, đừng quên cho em xin một like, một lượt đăng ký kênh để theo dõi cũng như ủng hộ sang Bonsai Nhật Bản các bác nhé. Em xin cảm ơn và em xin được kết thúc cuốn video này ở đây ạ.